Dạ, Tài xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha Hôm nay là Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024 Em mến chúc quý cô chú, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha Quay trở lại với cái video này, chúng ta cùng nhau chia sẻ về câu chuyện sống gió gia tộc tiếp tục hay cả nhà Cũng như là mẹ con nhà gia, yeah, ở nhờ, ở đậu, đội đồ đồng sở hữu hay cả nhà à, đòi cùng chung sở hữu một tài sản của có nghệ sĩ thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi chúng ta càng đi sâu vào cái câu chuyện sóng gió gia tộc của nhà cố cố nghệ sĩ đó thì chúng ta càng hiểu rằng và cũng như biết rằng cái vấn đề ở đây là câu chuyện tâm linh thấy rõ ràng luôn và chúng ta cần phải tin tưởng cái câu chuyện tâm linh này cả nhà vì có nghệ sĩ không muốn ai bắt nạt con gái của mình đó là hồng loan ha cả nhà ai mà làm hại tới hồng loan thì coi như là được cố nghệ sĩ khai khẩu và nói lên hết tất cả mà bằng cái minh chứng là dạo gần đây có rất là nhiều phía nhiều người phía bên ve đó được khai khẩu và quay quay đầu quay trở lại ủng hộ hồng loan đó là chị chị tét ở à mỹ hay cả nhà em xin phép chị em gọi là chị tét ha tại vì em cũng không có dám gọi tên chị nữa thì <laughs> cái câu chuyện này thì thật sự mà nói chúng ta cần phải chia sẻ thực tế đó À, mình không có đụng tới ai mình nên gọi như vậy cho nó chắc ha chị tét thông cảm <laughs> thì bây giờ cả nhà cũng biết rồi chị tét ngày xưa đó thì nói hồng loan rất là nhiều Ở ủng hộ bên phía bên Gia đó nói hồng loan rất là nhiều nhưng mà hồng loan cũng vì cuộc sống nên cũng như là không có nói tới ai không nói tới ai ai nói gì nói ai phân trần phân bua gì đó thì thì nói còn hồng loan thì cứ im lặng lủi thủi im lặng lo cho sự nghiệp lo cho những cái shop và cũng như là uh, cái vấn đề đi ca đi hát đi uh, giao lưu gặp gỡ bà con đó thì hồng loan vẫn âm thầm vẫn làm sau này thì uh, chị Tết uh, đã biết được uh, cái bộ mặt của mẹ con nhà gia chị Tết đã quay ngược uh, tàu ha quay quay ngược mũi giáo cũng như là lật ngược thế cờ uh, quay trở lại ủng hộ hồng loan và chửi mẹ con nhà gia Xe tôi tơi tả luôn cô chú anh chị Chửi lên bờ xuống ruộng luôn Chửi không còn một thứ gì Phải nói rằng là Rất là hay ha cả nhà ha trên đây thì có một cái Dòng trạng thái Nói về chị Tết, nói về bà Bồn Bà Bồn đã ra riêng Và bà Bồn đã không còn Ở chung nhà với mẹ con nhà gian nữa rồi Thì chị Tết có nói như thế này à, Chị Bồn á Nói nghe mà đứt ruột Mở tiệm bốn bò một mình lười thủi làm có một mình nè à. tiền lời thì bị dê lấy hết khoảng đâu đó tám mươi phần trăm nên uh, chị bồn thì thấy thiệt thòi quá giờ chị mở tiệm riêng đi bán và hưởng chọn tiền lời lo cho gia đình là đúng em ủng hộ chị hai tay hai chân luôn con dê thì là ác <laughs> đó cô chú anh chị cả nhà thấy không đó là câu nói của chị tét ha câu nói của chị tét nói về uh, chị bồn khi nghe được chị uh, bà bồn này á, bà giờ uh, ra riêng và nghe nói đâu tiệm bún bò của bà đó, thì ở uh, quận 8. thì cô chú anh chị mình biết không bà bồn á thì uh, bây giờ á, thì thấy đáng thương hơn là đáng trách. ngày xưa á, thì đáng trách hơn đáng thương, bây giờ thì đáng thương hơn đáng trách, đúng không cả nhà? Uh, bà bồn đã thấy được bộ mặt thật của mẹ con nhà gia rồi. bây giờ thật sự mà nói, uh, chị cần uh, bắt năm linh thiên và khai khẩu bà bồn thì uh, coi như là sự việc nó coi như là dần kết thúc luôn rồi cả nhà bà bồn đã ở bên cạnh mẹ con nhà gia làm cái con chút thí và cũng như là đó là cái, mẹ, cái, cái 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 sự lợi dụng của mẹ con nhà gia lợi dụng cái mỏ của bà bồn đó để uh, nói xấu Hồng Loan và chỉ trích Hồng Loan rất là nhiều nhưng uh, sau một thời gian ở chung thì uh, qua cái uh, sự uh, xảo giá của mẹ con nhà gia bà bồn đã thấy được điều đó nên đã rút lui rút lui và đi ra làm riêng cả nhà ngày xưa thì đáng trách lắm nhưng mà bây giờ thì thấy lủi thủi một mình thì uh, đi ra bị mẹ con nhà dê hắt cẳng ra thì cảm cảm thấy là đáng thương hơn nhưng mà thôi kệ <laughs> đáng thương thì đáng trách hay sao thì hồi à, sẽ phân giải cô chú anh chị cái bên cạnh đó thì uh, cộng đồng mạng đang xôn xao về vấn đề là ngày mà bà bồn khai trương quán uh, bún bò đó thật sự mà nói thì mẹ con nhà ve ở đâu thì không thấy ha thì người ta thường hay nói là canh không lành cơm không ngọt thì chắc chắn là sẽ bị tống cổ ra đi thôi cô chú anh chị trước sau trước hay là sau thôi sớm hay muộn thôi bây giờ bà bồn đã ra riêng rồi còn cái vấn đề là buôn bán thì mình không nói tới ha cổ bán hy vọng là sẽ cái đó là cái kinh tế của cô của, của của bà bồn thì cái chuyện đó của bà bồn thôi cô chú anh chị hy vọng là sẽ ăn năng hối cải để cho bắc nam không phải khai khẩu nè, bắc nam không phải giúp cho công việc buôn bán làm ăn và cũng như là còn các vấn đề con cái của bà bồn nữa, bà bồn đã biết ăn năn hối cải hay sao á và cũng thấu hiểu được rằng là con gái của mình là cũng làm trong cái ngành nghệ thuật gì đó thì không muốn triệt hạ cái đường công danh sự nghiệp của con gái mình thì bà bồn đã quyết định dời ra ngoài đó, cô chú anh chị. Bây giờ thì em xin phép đọc những cái comment ở phía bên dưới bài của chị Tết nha. Chị Tết có chia sẻ và khán giả có vô đồng cảm và cũng như là có bình luận như thế này. Đầu tiên có một chị nói như thế này. Ai thương vợ chồng lành bồn, à, chành bồn. Chứ tôi xem clip thấy chồng chành bồn đập bàn thờ Vũ Linh rồi chửi Hồng Loan. Con chành bồn khóc thuê, chửi Hồng Loan thì giờ nhận quả thôi. Nói cô chú anh chị. Đó là cái câu nói của một khán giả ở dưới đây thì có khán giả lại nói như thế này nghiệp quật là có thật hai vợ chồng bà bồn được cố nghệ sĩ vũ linh giúp đỡ bà bồn thì theo phe bà sáu uh, nói hồng loan không ra gì làm con người thì phải biết đúng sai chứ đừng vì cái gì mà cũng bán rẻ lương tâm đúng là hai vợ chồng này là vô ơn nói cô chú anh chị khán giả vẫn còn rất là rất là tức ha tức bà bồn vì bà bồn vì một cái gì đó mà đã theo cái cái xấu mà hãm hại con của có nghệ sĩ mà là phải nói là cái người ơn của mình à, khi mà có nghệ sĩ còn sống đó thì đã giúp đỡ cho bà bồn rất là nhiều và chồng bà bồn rất là nhiều ha tiếp theo khán giả nói như thế này nghiệp nó vặn nào mình à, rồi và vẫn chưa tỉnh ngộ cứ từ từ rồi gia yeah, sẽ cho từ bỏ những ai không đem lại lợi nhuận cho mẹ con của nó thì gia yeah, đúng là gia yeah của chú anh chị cái người nào mà đem lại cái lợi ích và cũng như là đem lại cái miếng mồi ngon béo bở thì da sẽ chân dụng. Còn ai mà hết giá trị lợi dụng và cũng như là không còn giá trị lợi dụng nữa đó thì sẽ bị hắt cẳng đi. Đó là điều dĩ nhiên rồi. Có rất là nhiều người là như vậy cả nhà. Lần trước thì cũng có anh Đần đó. Rồi bây giờ thì bà Bồn và còn nhiều người khác nữa. cô chú anh chị thấy rồi. Ở đây khán giả nói như thế này, chưa ổn mô. À, chưa ổn mô này chắc chị này chắc ở ở miền Trung nè, chưa ổn đâu đó, mở quán ra là ế lòi lờ nữa tề. <laughs> tề là nửa kia đó ha. Rồi tiếp theo khán giả nói quả quả tới rồi, chưa kể sau này có được sức khỏe để bán buôn nữa hay không. Chẳng ai lợi dụng vợ chồng gia đình nhà nó cả. Gia đình nhà nó tham lam cứ nghĩ rằng Hồng Loan sẽ thua mẹ con Hồng Gia nên theo kiếm ăn. Đó, thông cảm cho bà đi vì có ăn à, cái gì của dê đó nên phải nghe theo lời giờ bị nó đá ra là mất hết tất cả cái nghiệp của bà cứ bu vô mẹ con nhà dê hại con chú vũ linh thì gán 3 triệu nhận thức kém hám tiền nên ai cho tí lợi thờ hùa theo cũng là nạn nhân của mẹ con nhà dê bị lợi dụng mà thôi khán giả dưới đây thì có nói là trời đã tạo hóa ra con dê thì phải là đi hút máu nó là một cái con ký sinh trùng chủ mới sống nổi mà chị cô <laughs> chú anh chị phải nói là khán giả rất là tinh tế ha, khi nhận xét những cái bài à, khán giả khác thì nói như thế này cái bàn thờ ông bà cha mẹ anh em nhà nó mà mẹ con nó còn không thờ không cúng một nén hương chỉ có việc tới ngày qua nhà người dân thắp vài nén hương cho có hình thức vậy là đủ hiểu được cái nết của mẹ con nhà cám rồi ha thật là bà bồn từ 2 giờ đến 3 giờ sáng đó dậy từ quận 8 chạy qua tới quận 10 tầm khoảng 2 giờ 30 à, cho tới nơi rồi thì học làm từ chiều đến tối rồi lại chạy về già yếu sức khỏe không có đêm khuya rất là nguy hiểm ha nhưng mà mẹ con nhà da thì cũng đâu có làm gì đâu con da thì ngủ từ 8 đến 9 giờ mới dậy ăn thì có người bưng tới tận miệng xác nào là bà bà bồm đó, làm thuê ở nợ và cuối cùng thì đã quyết định ra riêng trong dòng một nốt nhạc là cái điều đúng đắn mà hôm nay khai trương rồi sao không thấy mẹ con nhà dê qua chúc mừng nè đó cô chú anh chị rồi chị tét có chia sẻ lại thì nhìn thì hiểu luôn đó <laughs> nhìn vào thì hiểu thôi không cần phải có ai nói ra nha đó là một cái quả báo nè nhìn vào thì biết liền nè tiếp theo khán giả này lại nói như thế này nhìn cách thể hiện trên gương mặt của bà bồn đó và lời nói khi mà có một cái anh youtube ở bên đó quay đó là biết cơm không lành canh không ngọt rồi một tiếng thở dài lủi thủi là một mình là đủ hiểu ở xa lâu lâu tới chơi thì chị em ríu rít chứ ở chung nhà gần á, thì lâu ngày mà làm ăn chung đụng ăn chia không đồng đều thì biết tay nhau nên tôi tin những gì anh những gì anh em hồng loan nói đó à, bà bà mẹ con nhà ve rất là ghê và gớm con <laughs> ve thì nhát không biết làm gì à, cô chú anh chị à, tiếp theo khán giả nói như thế này ông bà ta có nói không sai chút nào xa mặt là cách lòng là là vậy mình theo từ lúc đầu cho đến bây giờ những ít khi nói nên mình thấy ai đúng ai sai giấy thì không bao giờ gói lực được, được được lửa ha nó sống chung với lâu thì với nhau lâu ngày thì, thì cái, cái mọi sự việc nó sẽ lòi cái bản mặt ra ra mẹ con của dê yeah, đang chờ tới ngày à, cái con xin nó sẽ khai khẩu nữa cả nhà hồi hồi sáng thì em có đọc được một cái trạng thái một cái comment một cái của master quốc thanh đó thì má Tư Quốc Thanh có chia sẻ là má Tư đang khấn vái, cố nghệ sĩ, là cũng như là khai khẩu à, một người nữa. Thì em tin chắc rằng có lẽ là bà Bồn. Tại vì bà Bồn là một cái cái người rất là nhiều chuyện, cái mỏ của bà cũng hổn ghê lắm. Bà nói nhiều lắm, cô chú anh chị. Thì à, bà đã à, đảo trắng thành đen, bà nói rất là nhiều. Và bà kể cho chị Tét nghe rất là nhiều, cô chú anh chị, chị Tét đã nói hết rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ cần chính miệng bà bồn mà nói ra nữa thôi thì phải nói là cái câu chuyện sóng gió gia tộc ngày càng lúc càng gây cắn và cũng như là những phút cuối thì có giống như một bộ phim dài tập vậy của chú anh chị. Thì mọi chuyện đó sẽ được sáng tỏ dần dần rồi. Chúng ta chỉ việc có chờ đợi và ngồi xem xem kịch thôi. Xem kịch mẹ con nhà dê diễn như thế nào và những cái kế hoạch những cái bản thảo mà mẹ con nhà gia đã lên kế hoạch từ đầu tiên tới giờ thì thật sự mà nói thì dần dần khai khẩu hết rồi đầu tiên thì chị tét nè tới chị bồn nè rồi anh anh đơn nè rồi tiếp theo là hy vọng là tới chị chị xin với cả nhà chị xin sẽ có những cái động thái và cũng như là được khai khẩu em tin chắc rằng câu chuyện này nó liên quan đến tâm linh rất là nhiều của chú anh chị Của nghệ sĩ rất là linh thiêng luôn á À, từ những ngày đầu thì cô chú anh chị mình biết rồi làm à, khi mà làm mộ bia đó thì à, ở dưới phần mộ của cố nghệ sĩ đã có hiện lên một cái bức hình nó thì à, ngay từ đó thì mọi người đã nổi da da gà hết rồi cô chú anh chị và cũng như là tin rằng cố nghệ sĩ đang có một cái à, sự giúp đỡ cần cái sự giúp đỡ của cộng đồng mạng đứng về cái lẽ phải để bảo vệ con gái của mình giống như là một bức hình của một người cha dắt tay người con đi và đang bảo vệ một đứa con của mình. Nên người giữa người âm và người dương thì làm sao mà nói chuyện với nhau được đúng không cả nhà? Thì có thể là đâu đó là có những cái xui khiến, đâu đó là có những cái gọi là uh, làm cho chúng ta hiểu hiểu nôm na như là như vậy chúng ta cần phải bảo vệ và ủng hộ cái lẽ phải đến với sóng gió gia tộc thì cái này á, thì không phải là vì một cái mục đích gì mà vì cái mục đích chúng ta là cái, cái đúng và cái sai chúng ta biết đâu là đúng đâu là sai và biết đâu là lẽ phải và ủng hộ cái đạo đức của xã hội nữa của chú anh chị chứ cả nhà mình cũng biết rồi từ xưa tới giờ thì có cái câu chuyện nào mà giống câu chuyện này đâu tài sản của cha để lại thì tất nhiên là phải dành cho con cái rồi khi mà có nghị sĩ đâu còn vợ nè Cũng đâu có con nhiều đâu Chỉ có một đứa thì tất nhiên tài sản thì cũng để lại cho đứa con đó rồi Chứ đằng nào mà để lại cho một người em Hay là một người cháu khác họ Điều đó là không thể nào dĩ nhiên rồi Để lại cho em, cho cháu thì con của mình phải sao? Con của mình phải khổ sở hay sao? Đúng không cả nhà? Ông bà xưa người ta người thường có câu đó, Cha mẹ cũng vậy Người ta thường nói như thế này nè Tao làm lụng vất vả cả đời rồi Thì tài sản này sau khi tao chết đi Tao mất đi Thì để lại cho con chết cho ai đúng không cả nhà thì để lại như vậy thôi ví dụ nhà con đông thì chia ra à, chia ra thì đồng đều nó hoặc là tùy vào cái gia đình mỗi gia đình khác nhau có gia đình thì để lại di chút à, thì đưa cho đứa lớn thì nhiều một chút tại vì nó mới nó đẻ ra trước nó đẻ ra trước thì nó công lao nó nhiều hơn nó làm lụng vất vả hơn còn những đứa ra sau nó đẻ ra sau thì nó ít hơn xíu tại vì nó đẻ ra sau mà nó không có làm nhiều nó sung sướng hơn nó sống ở hoàn cảnh sung sướng hơn những đứa đẻ ra trước thì nó nhiều khi nó nó cực khổ hơn tội nghiệp nó cho nó được nhiều chút đó là nó tùy vào gia đình còn có gia đình nó thì ăn đồng chia đủ chia đều cho các con còn có gia đình nó thì có một đứa con như gia đình có nghệ sĩ thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi thì không để di chúc lại hay là không để di chúc thì nó cũng như nhau thôi cũng là cũng về một đứa con đó thôi hai cô chú anh chị rồi tiếp theo cái câu chuyện này và tiếp theo những cái comment này cả nhà các khán giả này nói như thế này sống gió gia tộc này á quá tâm linh các bạn ơi chú linh Thiên khiếp thật ngày chú hiện trên mộ đó trên nền mộ uh, có uh, dắt theo đứa nhỏ là lời cảnh báo vào wow. không nghe lời bây giờ từng người một sáng tỏ nha tôi rõ ràng hết rồi nói cô chú anh chị nhờ chị bính tét nói lên đó, thì cô bồn mới giác ngộ mình lo cho thân mình chứ thấy bả tội nghiệp theo con dê cái kết là châu ngựa cho chúng thôi nó làm châu làm ngựa thôi chứ cũng chẳng được gì À, tiếp theo là cả nhà à, bả có ngày hôm nay cũng không cũng cho là khẩu nghiệp mà ra không thương tiệt ừ, chút nào luôn không thương tiếc chút nào luôn bả chửi người ta sướng cái miệng làm mà sao không lúc chửi không suy nghĩ nè là có ngày quả báo bà nội ai thấy bà nội chứ tôi không thấy nổi chút nào ở đời ai biết được chữ ngờ cái gì cũng do mình tạo ra hết mình không tạo thì mình không lãnh hậu quả à, cái chị này chị ghi không giấu với lại chị ghi hơi bị sai nhiều nhìn đọc nó hơi bị lủng củng <laughs> ở đây thì có khán giả nói là đáng đời con mẹ em ơi thằng chồng bả có ra gì đập bàn thờ cố nghệ sĩ là loài cái vụ khó, khống bé lon vu khống bé loan đủ chuyện con gái con mẹ thì kiện Loan, còn con mẹ cũng vậy cái thứ không ra gì trời chả báo đó em ạ à. làm ác thì thôi gặp ác thôi chứ tội nghiệp cái gì em à chúc em và gia đình sức khỏe vạn sự như ý nói cả nhà đó là mỗi người mỗi ý ha mỗi người có một cái, uh, cái chia sẻ khác nhau có người thì uh, thấy tội thấy tội bả là bị mẹ con nhà ve đó hắt cẳng và cũng như là hết giá trị lợi dụng đó rồi cho ra ngoài thì cái đó là cái tội à, còn cái 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 đáng trách của bà đó là cái cái ông áo vàng đập bàn thờ đó cô chú anh chị thì đập bàn thờ có nghệ sĩ khi dọn ra ngoài thì đập bàn thờ phải nói là cái chuyện đó là không thể nào tưởng tượng được khi mà cái bàn đó là cái bàn thờ mà chưa dấp năm nữa mà đập rầm 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 trên bàn thờ thì động mồ động mã động bàn thờ cái đó là không nên đó là cái cái thái độ đó là vô lễ ha cả nhà mà trong khi ngày xưa là có nghệ sĩ là người ơn của ổng nữa người ăn nhân của ổng nữa ông giúp đỡ rất là nhiều vợ chồng cho vợ chồng nhà ổng nhưng mà ổng làm như vậy thì đó là cái đáng chết ha và cũng như là bả đã kiện hồng loan về cái vụ mà cục cát đó cả nhà cái cái nít cục cát nói này nói kia đó thì à, hồng loan có đăng bài rồi ừ, bà lên cơ quan nhà nước, cơ quan phường đó, bà kiện Hồng Loan phải lên trên đó giải quyết. Rồi cuối cùng mà. Hồng Loan cũng thấy uh, thôi thì kệ, gỡ xuống, gỡ bài xuống thôi chứ biết làm sao. Uh, chứ chuyện nhỏ mà xé ra to thì không nên. Hồng Loan thật sự rất là hiền của chú anh chị. Nói chung đó là chị biết đăng bài, thấy thấy nói về mình đó, thì đăng bài thôi. Chứ bà không ngờ bà làm sồn sồn lên, bà làm cái kiểu tỏ vẻ ta đây ta sẽ cho... À, nhà ngươi biết tay biết mặt các kiểu gì đó làm cho lợi gan thôi chứ không làm được gì cô chú anh chị cuối cùng thì bây giờ cũng ra ngoài ra riêng rồi vì giá trị lợi dụng hết rồi hết lợi dụng được cái mỏ của bà rồi vì chị bị bị chị tét khui ra hết rồi còn gì đâu mà lợi dụng được nữa nên hết cẳng và cũng như là không có uh, dành chiếm đoạt gì trong cái cái lợi lạc gì trong con người của bà nữa nên mẹ con nhà dê đã cho ra riêng đó. nó là như vậy ha cô chú anh chị và còn rất là nhiều cái uh, comment ở phía bên dưới nữa thì đa phần là có người thương, có người ghét, có người không đồng cảm, có người nói là đáng đời. Nè, như ở đây thì có khán giả nói như thế này, tội nghiệp ghê không? Ánh mắt bà ức chế lắm đó nhưng không dám nói. <laughs> có khán giả nhìn ra được qua từng cử chỉ và hành động là bà bồn á, bà sẽ, bà muốn nói lắm, bà muốn nói ra hết lắm nhưng mà chắc có lẽ là bà chưa dám nói và cũng như là chưa tới đúng đúng lúc đó cả nhà. Thì chắc chắn là cái sự việc gì cũng vậy đến lúc thời cơ nó đến chín mùi nó đến thì tự nhiên nó sẽ nói của chú anh chị thì ta, chúng ta tin như vậy ha à ở đây có khán giả nói là bà bồn chuyển về gần nhà em thấy cũng tội thôi ăn ủi ủng hộ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại <laughs> khán giả thì lại thấy thương có khán giả thì có khi nào ngồi tâm sự lành khai khai ra hết không nhỉ quay đầu khai ra hết thì cộng đồng mạng sẽ tha cho giá như mà ngày trước á, bà bồn biết đâu là đúng đâu là sai À, đi theo ủng hộ hồng loan thì bây giờ chắc có lẽ là à, Bún bò của bà bán nêm nạp luôn cô chú anh chị bán không kịp luôn em bảo đảm luôn á nó là như vậy à, em còn nhớ nha cả nhà bây giờ thì à, chia sẻ lên cả nhà một chút xíu nói chung đó, bà bồn đó, thì trong cái con người của bà thì bà bị dễ bị người ta lợi dụng thôi Chứ tâm địa bà thì không biết có xấu hay không thì không biết nhưng mà em nhìn qua cái ánh mắt và cái cái miệng của bà đó thì em có thể suy đoán được rằng á bà là con người dễ dễ ngã và cũng như là dễ bị người ta để cho người ta lợi dụng thôi chứ không có như ác thì vấn đề ác thì chưa không biết có ác thật sự hay không nhưng mà em nhìn được là phải dễ bị người ta lợi dụng thôi ngày xưa đó lúc mà em còn ở trên mộ cô chú anh chị còn quay những cái video ở trên mộ đó thì cô chú anh chị mình biết không là bả từ ở thành phố hồ chí minh đó bà chạy về giữa trưa nắng luôn bả xách theo một thùng nước đá nè và xách theo cà phê sữa nè và cũng như là món ăn yêu thích của cố nghệ sĩ đó, bà bà thường hay nói là cố nghệ sĩ thích ăn đu đủ chín, à, đu đủ chín, bà cũng hay đem về, chú chú chị trời chưa nắng bà cũng rảnh rảnh là bà chạy xuống, bà đem nước đá từ ở trên sài gòn xuống luôn, bà xách theo cái thùng mà gọi là giữ giữ lạnh đó, rồi cà phê sữa bà đem lên bà cúng cúng một xíu rồi đầu bà đi vòng 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 xíu thắp hương rồi bà về, nó thì cũng nhiều lần như vậy thì em cũng có bắt gặp được trường hợp đó thì mình thấy thì cũng tội, đó. nhưng mà À, nhiều khi mình thấy cái nào đúng thì mình nói đúng cái nào sai thì mình nói sai chứ không thể nào mình nói hết được tất cả cả nhà nhiều khi con người ta cũng có cái tốt cái xấu ha nó là như vậy em mà không bên ai nhưng mà đứng giữa mình công tâm mình nói mình chia sẻ thôi thôi bây giờ thì video cũng khá là dài rồi câu chuyện nó là như vậy hy vọng là trong tương lai thì mọi việc nó sẽ được sáng tỏ và sai khẩu cô chú anh chị mình cứ ngồi im đó mà xem kịch thôi cô chú anh chị à xem cái bộ phim này nó còn dài và cũng như là cũng uh, sắp đến hồi kết rồi nó dài thì dài nhưng mà cũng sắp đến hồi kết rồi bây giờ thì chúng ta chuẩn bị uh, tinh thần chuẩn bị tư thế là bảo nữa cả nhà bảo tới rồi bảo gì bảo phòng vé đó cô chú anh chị là vào ngày 24 27 tháng 4 á, uh, 27 tháng 4 tại Tây Ninh thị xã Hòa Thành từ tỉnh Tây Ninh cách chợ Long Hoa 700m có một cái uh, trung tâm văn hóa truyền thanh của tỉnh tây ninh đó tại nơi đó sẽ diễn ra một cái show và có sự góp mặt của con gái của nghệ sĩ phụ linh đó là hồng loan sẽ giao lưu gặp gỡ bà con ở dưới đó ở tây ninh ha cả nhà mình hãy xem trên cái poster trên cái kênh của tài nè và trên mạng nó có rất là nhiều số điện thoại trên đó để cô chú anh chị mình có thể đặt vé hoặc là mình có thể tới đó vào cái ngày hôm đó để mình mua vé mình vào xem giao lưu gặp gỡ nhiều ca sĩ ha có anh Huy Sang nữa có uh, uh, ca sĩ quốc Tuấn Du nữa cả nhà có bác Linh Tâm nữa nói chung là phải nói là cái show đó uh, quy tụ nhiều ngôi sao và những anh chị uh, ca sĩ và sự góp mặt của con của cô nghệ sĩ Vũ Linh đó là chị Hồng Loan hai cả nhà và ngày 30 tháng 4 thì chúng ta gặp ở Bình Dương nhà hát Mỹ Phước Bình Dương và ở Trống Đồng một ngày mà chạy hai show hai cô chú anh chị thôi thì uh, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video tiếp theo ha cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ